Chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Co Lửa nhé. Hôm nay em lên cho các bác một số cái mẫu khung, cành, tay cầm và ruột các bác nhé, kính, giảm thanh đấy. Thì các bác nào mà đang có nhu cầu mua thì các bác cố gắng theo dõi hết video cho em nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng loại và báo giá công khai cho các bác nhé. Đấy, để giao dịch uh, thành công thì các bác có thể gọi điện trực tiếp đến uh, ba đầu số trên của shop nhé để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác còn các bác nào muốn biết thêm thông tin hình ảnh chi tiết thì các bác có thể nhắn tin qua zalo hoặc gọi điện đấy đấy không phải để các bác chờ đợi lâu em sẽ giới thiệu chi tiết về cái combo ngày hôm nay combo ngày hôm nay sẽ bao gồm một cái bộ khung xương cá thẳng dài các bác nhé đấy một bộ khung xương cá thẳng dài à, khung xương cá thẳng dài và khung xương cá Talon Mini thì nó cũng như nhau giá nó như nhau các bác nhé đấy con này thì dùng các bác dùng cho những cái cành 20 inch đây là mẫu tay khung đây là mẫu khung xương cá thẳng dài đang làm mưa làm gió của năm 2022 các bác nhìn rất chi là đẹp và chuẩn chỉ đấy nhìn chắc chắn đúng không khỏe đẹp rất chi là thời trang bền bỉ theo năm tháng đấy cái mẫu này các bác dùng đảm bảo cho các bác là nó không nó không bị lỗi theo thời gian nhé các bác dùng năm nay sang năm vài năm sau nó vẫn cứ đẹp đấy Vì mỗi năm nó ra một kiểu cách khác nhau Nhưng con này nó vẫn cứ đẹp mãi theo thời gian các bạn đấy Combo ngày hôm nay bao gồm một cái cành này Một cái khung này các bác nhé Một bộ ruột này Một bộ tay cầm hai mảnh Và một bộ cò ba mảnh các bác nhé Combo giá hôm nay đang khuyến mại hết tháng 6 các bác nhé Đấy Giá thị trường đang bán là 1 triệu 400 nghìn Hôm nay em bán cho các bác giá chỉ có 1 triệu 300 nghìn Đấy bớt cho các bác 100 000 giao lưu nhé khuyến mại tháng 6 hết tháng 6 em lại bán 1 triệu tư các bạn đấy cái tháng 6 này em bán cho các bác giá triệu 3 thôi nhé đấy bộ ruột thì khuy đồng búa tất cả các thứ là đều bằng đồng hết các bác nhé đấy kể cả cái tay kéo cũng rất chi là xịn xò tay kéo bằng inox đấy cái này tay cầm thì là sẽ tay cầm bằng gỗ mun các bác nhé đấy cái này bám cò cực kỳ là tốt và chuẩn chỉ đấy còn bên em không có tay cầm nhựa nhé tay cầm nhựa thì nói thật các bác cho em em đáp đi vì các bác giáp lên thứ nhất là nó sẽ không bám cò thứ hai là các bác dùng được thời gian là nó sẽ sinh ra bệnh này bệnh nọ bệnh kia các bác tốt nhất là chơi cái tay cầm hai mảnh bằng gỗ cho em nhé gỗ mun thì xịn sò khỏi phải chê chất lượng và đẳng cấp các bạn đấy theo một bộ cò ba mảnh cho các bác nhé đấy giá công khai 1 triệu 400 nghìn giảm giá cho các bác 1 triệu ba nhé các bác nào muốn mua thì các bác có thể gọi điện đến ba đầu số của shop à? em ơi bán cho một bộ khung xương cá giá khuyến mại 1 triệu 300 nghìn các bác nhé đấy vì giá thời điểm hiện tại đang khuyến mại là 1 triệu ba hết khuyến mại em lại bán triệu tư đấy hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về cái phụ kiện mẫu cành nhé đây đây là một mẫu cành TK Hồng Kông các bác nhé đấy cái mẫu cành này là tem là tem bảy màu đấy cành loại 1 nhé cành loại 1 đây Marianin Hồng Kông VIP PCB QD 181 a à 818 các bác nhé đấy cành này là cành 20 inch các bác nhé cành 20 inch nó sẽ có 10 khương đấy khương của con này thì cực kỳ đẹp các bác nhé đấy để em lại soi cho bác xem khương đấy đấy các bác nhìn khương đẹp chưa rất chia đẹp nhé Khương này thì các bác miễn phải chê và miễn bàn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn Khương rất chi là sáng, đẹp và đều nhé. Em cầm tay ở đây thì nó không được hình ảnh sắc nét lắm. Các bác thông cảm với vấn đề đấy nhé. Đấy, các bác nhìn Khương khá là đẹp đúng không? Cái Khương này các bác không phải chê nhé. Không thể chê đâu được. Giá công khai của cành này là giá 2 triệu 100 nghìn các bác nhé. Đấy, 2 triệu 100 nghìn. Cái này bao trụm cho các bác khoảng 80 mét đến 100 mét. Các bác ngắm đâu và nhặt chim đấy các bác nhé đấy cái mẫu cành này dùng cực kỳ là ổn định và bền bỉ theo thời gian nhé mẫu độ giá nó hơi cao chút các bạn con này giá hiện tại là 2 triệu 100 nghìn nhé Còn các bạn nào muốn lấy cành rẻ hơn cành rẻ hơn thì bên em cũng có nhưng giá nó lại ít hơn các bạn nhé. cái cành rẻ thì giá chỉ có 1 triệu 2 thôi cành này là cành đắt cao cấp hoặc lại một à, giá của nó là 2 triệu 100 nghìn nhé cành thì các bác có thể bên em có ba cỡ nhé thứ nhất là cành 20 inch 16 inch và 14 inch đấy các bác thích lấy mẫu cành nào thì ơi em bảo em ơi bán cho một cái cành TK Hồng Kông loại 1 thì là giá sẽ là 2 triệu 100 nhé Còn nếu các bác nào thích lấy cành 16 14 inch bên em đều có hết phục vụ cho các bác nhé đấy tiếp theo giới thiệu cho các bác cái mẫu giảm thanh tiến lùi ba khúc bút neo nhé đấy giảm thanh thì nó sẽ có hai loại thứ nhất là phi 30 và phi 35 của bút neo và sumo thì các bác thích cái mẫu nào và phong thủy của thương hiệu nào thì các bác lấy cái loại đấy nhé đây em báo giá công khai cái giảm thanh này là giảm thanh 6 vách tiến lùi 3 khúc bút neo các bác nhé phi con này là phi 35 giá của nó là 450.000 các bác nhé bao gồm cước phí vận chuyển đến tại nhà cho anh em con này triệt âm rất chi là tốt đến 99,9 phần trăm các bác nhé đấy. các bác nào mà không thích bút neo thì quá có thể lấy sumo nhá giá nó tương đương nhau đấy con này là giảm thanh tiến lùi ba khúc 6 vách chống triệt âm cực kỳ là tốt đấy thì uh, hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một cái mẫu kính tập trung mẫu kính này giá chỉ có triệu hơn quay đầu thôi một triệu quay đầu nhé con này là thông số của nó 4 trừ 16 nhân 42 AOC mẫu kính này là của thương hiệu Discovery nhé VTG Mẫu này là mẫu mới của 2022 Nó sẽ có đèn hồng tâm ở đây Có vỉ cài kẹo ở đây các bạn Đấy rất chi là đẹp nhé Các bác có thể cài được 6 viên kẹo vào đây Nhìn nó cũng hầm hố và chất phết đấy các bạn Đấy Con này tâm thì sẽ là tâm dây các bác nhé Tâm dây Cái mẫu này thì hiện tại đang được bên em bán với giá công khai nhé Đấy các bác nhìn tâm Tâm mảnh khá là đẹp Không thể chê vào đâu được các bác với tầm tiền một triệu quay đầu thì không có con kính nào qua mặt được con này các bác nhé đấy con này là trong tầm giá và anh em uh, lấy rất chi là nhiều đang làm mưa làm gió trên thị trường nhé con kính này thì bao cho các bác ngắm khoảng 60 đến 80 mét nhé rất chi là ok giá 999.000 các bác nhé tạm gọi triệu cho tròn nhỉ <laughs> thế cho nó vuông đó đấy thì các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm nào thì các bác uh, gọi điện chốt sản phẩm đấy cho em nhé bên em bán gì 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 gì, gì. cái gì cũng có các bác cứ mua cái gì các bác gọi điện đến chốt giá quan trọng là cái giá nhé còn nhiều bác gọi điện đây bảo em ơi có cái này cái kia không em bán hàng không có thì bán cho các bác bằng cái gì đúng không bán cái gì đúng không em đã bán phụ kiện PCB cái gì cũng có quan trọng là về thương lượng giá anh em có gặp nhau được không đấy em cam kết các bác các bác điện đến chốt trên một nốt nhạc nhá vì em khẳng định các bác em bán giá sát giá nhất thị trường không qua ai là bán rẻ hơn đâu các bạn đấy chẳng qua là em bán thì cũng chỉ vì là đam mê cái nhất cái thứ hai là chia sẻ kết nối và giao lưu với anh em thôi đấy chứ bán như thế này thực sự các bác là trả lãi lời được bao nhiêu có lãi lời nhưng mà rất chi là ít gọi là lấy một chút công làm khích lệ thôi các bạn đấy phải như người ta bán triệu tư triệu rưỡi thì mới có lãi các bạn đấy bán triệu ba ăn gì đúng không người ta ăn dày ăn cả tất nhưng em không thế đâu các bạn Đấy các bạn yên tâm nhé Thì em xin kết thúc video lại đây nhé Xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em